Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ trình bày một số cái hiểu biết về máy điện không đồng bộ. Đó. Thì ở phần này thì mình trình bày về một số cái nguyên lý làm việc, cấu tạo hay là những cái mạch điện thay thế của nó và một số cái moment. Rồi. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về đại cương về máy điện không đồng bộ. Đấy. Thì máy điện không đồng bộ thì nó được sử dụng trong thực tế và để làm các động cơ điện, và máy điện không đồng bộ thì nó có các ưu điểm như là có kết cấu đơn giản đúng không? Và làm việc chắc chắn, giá thành lại thấp. Đấy. Và ngoài những cái ưu điểm đó thì nó còn có những cái nhược điểm như là cái cốt phi thấp. Đấy. Và khi chúng ta muốn điều chỉnh cái tốc độ thì nó rất khó đấy. Tiếp theo thì mình sẽ xét đến cái cấu tạo của cái máy điện không đồng bộ. Thì đây là một số cái hình dạng bên ngoài của máy điện không đồng bộ đấy. Đấy. Đây là một số những cái hình ảnh thực tế của nó. Rồi, thì cấu tạo chính của nó thì gồm hai phần, đó là phần tĩnh là stator và phần đồng là phần rotor. Đấy. Thì phần stator thì nó gồm có cái lõi thép, dây quấn và vỏ máy. Rồi, phần lõi thép, dây quấn và vỏ máy. Vỏ máy là cái phần ngoài đấy, có các cành cành đấy. những cái cành cành này thì nó dùng để tản nhiệt. Khi động cơ làm việc nóng thì nó sẽ tản nhiệt đấy. Còn như bạn thấy thì đây là cái dây quấn, cái màu đỏ đỏ đấy. Đấy. Thì nó là cái dây quấn. Còn cái khe như này là những cái loại thép đấy. Rồi. Rồi tiếp theo là cái phần rotor, tức là cái phần đồng đấy. Thì nó cũng gồm lõi thép, dây quấn và cái trục máy đúng không ạ? Thì ở đây thì rotor thì nó chia ra thành hai loại, đó là rotor lồng sóc và rotor dây quấn. Đấy. Thì với cái rotor lồng sóc này thì nó gồm có một cái lồng này, gồm các thanh được nối với nhau thành một cái mạch kín đó. Và chúng ta quấn dây lên nó. Rồi, ở cái rotor dây quấn thì đây đây chính là cái hình ảnh của cái rotor dây quấn. Và đây là cái một cái mắt cắt của một cái máy điện không đồng bộ. Đó. Chúng ta thấy thì đây là cái stator đúng không ạ? Rồi. Đây là cuộn stator, cuộn dây của stator. Còn đây là cái rotor. Đây là cái lồng sóc. Ở bên trong cái lồng sóc này thì nó sẽ người ta sẽ quấn cái dây ở trong đó đúng không ạ? Và bên này phần vỏ nữa. Tiếp theo thì mình sẽ xét đến cái nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ. Đấy. Thì cái nguyên lý là làm việc của nó thì nó hoạt động theo cái nguyên lý cảm ứng điện từ đúng không ạ? Thì khi chúng ta cấp cái nguồn điện cho cái stator này đó, thì nó sẽ sinh ra một cái từ trường đúng không ạ? Từ trường, nó sẽ sinh ra một cái từ trường và cái từ trường đó nó sẽ quét lên cái rotor này ạ. Đấy. Theo cái nguyên lý cảm ứng điện từ thì nó sẽ sinh ra một cái dòng điện ở trong cái khung dây đúng không ạ? Và nó sẽ sinh ra một lực điện từ F. Đấy. Và cái lực điện từ F đó thì nó làm cho cái rotor này bắt đầu nó chuyển động. Đấy. Sự tương tác giữa từ trường của cái stator và rotor thì nó sinh ra cái lực điện từ, và cái lực điện từ đó sẽ làm cho cái rotor này quay. Đấy. Và cái tốc độ quay của cái rotor và stator là nó khác nhau. Đấy. Vì thế nên là nó
có tên gọi là động cơ không đồng bộ, đúng không ạ? Tốc độ quay của từ trường đấy ạ, tốc độ quay của từ trường của stator nó sẽ khác với tốc độ quay của cái rotor này đấy. Vì thế nên là nó gọi là động cơ không đồng bộ đấy ạ. Và khi cái tốc độ quay của cái rotor này ạ, nó đạt tới cái vận tốc gần gần đạt đến cái vận tốc của cái stator này ạ, thì cái dòng điện cảm ứng ở trong cái rotor này ạ, thì nó sẽ tiến về không, và cái lực từ lúc đó nó cũng tiến về không ạ. Tiến về không thì lúc đó thì cái khung dây nó sẽ quay chậm lại đấy. Và thực tế thì cái tốc độ quay của cái rotor này nó không bằng cái tốc độ quay của từ trường trên cái phần stator này đấy. Rồi tiếp theo thì sẽ nói đến cái hệ số trượt. Cái hệ số trượt này thì đây là một cái thông số rất quan trọng ở với cái máy điện không đồng bộ này đấy. Thì hệ số trượt của nó chỉ sẽ bằng N1 trừ N chia cho N1. Với cái N1 này chính là cái tốc độ quay của từ trường đấy, còn N này là tốc độ quay của cái rotor rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ nói đến cái tần số của cái suất điện động cảm ứng trong cái dây quấn rotor đấy. Đấy. Thì khi cái tần số của nó thì được tính theo công thức V nhân cho N chia cho 60 đấy. Cái F F của nó đó, F tần số F2 sẽ bằng V nhân N NR, đúng không? NR chứ là N rotor đấy. Đấy. Chia 60 và nó sẽ bằng cái S nhân F, tức là nó phải tỷ lệ với cái F1 này thông qua cái thông số S này. Đó. Rồi đến suất điện động cảm ứng ở trong cái dây quấn rotor thì cái này thì nó sẽ được tính theo công thức E2S bằng 4.44 nhân F2 nhân N2 nhân cho cái phi M đấy, tức là bằng S nhân E2. Vì sao nó bằng như vậy? Đó. Thì mình sẽ giải thích như sau. Cái công thức E2S này là gì? Thì nó sẽ bằng cái này thì nó sẽ bằng E2 sẽ bằng omega, đúng không ạ, nhân cho N2 nhân cho phi M, đúng không ạ? Mà cái omega này tức là gì? Omega thì bằng 2 pi f, đúng không ạ? Và nó phải chia cho cái căn 2 nữa. Đấy, tức là bằng công thức của nó sẽ là E2S bằng omega nhân cho N1 nhân cho phi M, và sau đó nó phải chia cho căn 2. Đấy, thì ta thay cái F vào cái biểu thức này, đúng không ạ? Vì omega thì bằng 2 pi F, đúng không ạ? Đấy, ta thay vào và sẽ tính được cái số 4.44 này nữa. Và khi đó thì ta thay F2 bằng S nhân F1, đúng không ạ? Thì nó sẽ ra được cái kết quả như đây. Rồi. Về tiếp theo là phân loại máy điện không đồng bộ, đúng không ạ? Thì ở đây thì mình đưa ra ba cái cách phân loại. Cách phân loại đầu tiên là theo kết cấu của vỏ, đúng không ạ? Thì ở đây thì mình có kiểu vỏ kín và kiểu bảo vệ. Rồi. Tiếp theo là phân loại theo số pha. Thì như các bạn đã biết thì chúng ta trong đời sống thì sẽ có cái điện một pha, ba pha, đúng không ạ? Vậy thì cái phân loại theo số pha này là gì? Tức là phân loại theo cái nguồn điện vào đấy ạ. Nguồn điện cung cấp cho cái máy điện không đồng bộ này đó. Thì nó phân loại theo máy điện không đồng bộ một pha và máy điện không đồng bộ ba pha. Tiếp theo là nó sẽ mình sẽ phân loại theo
kết cấu của rotor. Như lúc này mình cũng đã đề cập đến thì rotor thì nó có hai loại, đó là rotor lồng sóc và rotor dây quấn, đúng không ạ? Đấy. Thì dựa vào cái rotor đó thì người ta cũng có thể phân loại cái máy điện không đồng bộ ra thành hai loại, đó là máy điện không đồng bộ và rotor lồng sóc và máy điện không đồng bộ rotor dây quấn. Đấy. Và phần tiếp theo mình muốn nói đến đó là cái các cái đại lượng định mức. Đó. Về đại lượng định mức là gì? Tức là cái những cái đại lượng, những cái thông số mà tại cái điều kiện đó thì cái động cơ nó hoạt động bình thường. Đấy. Ở chế độ cơ bản đấy. Rồi, đầu tiên sẽ là công suất định mức đúng không? P định mức đúng không? Và dòng điện dây định mức IDM, điện áp đường mức và cách nối dây sao tam giác, tốc độ quay và cái hiệu suất định mức. Ở đây thì mình muốn nói đến một cái hệ số công suất định mức, tức là nó sẽ bằng V1 định mức chia thì sẽ bằng V định mức chia cho N định mức. N định mức đây là cái hệ số định mức đấy. Thì nó sẽ bằng căn 3 U định mức. U y đúng không ạ? U y cos phi đấy. Nó cũng tuân theo cái công suất công thức tính công suất. Rồi. Sau đây thì tiếp theo thì mình sẽ tiến hành so sánh giữa cái máy điện không đồng bộ và máy biến áp, đúng không? Ở đây thì mình so sánh cái máy biến áp và máy điện không đồng bộ sử dụng cái nguồn 3 pha đấy. Thì đầu tiên thì ta có thể thấy thì sơ cấp của cái máy biến áp là nó có dây quấn 3 pha. Thì ở bên cái máy điện không đồng bộ thì nó cũng có cái stator có dây quấn 3 pha đấy. Như vậy thì nó giống nhau đúng không ạ? Tiếp theo là cái sơ cấp đối với nguồn có tần số là F1 đúng không ạ? Thì cái stator nó cũng vậy đấy. Còn ở cái máy biến áp 3 pha thì nguồn thứ cấp của nó nối với tải đúng không ạ? Nhưng ở cái máy điện không đồng bộ thì cái rotor thì nó lại nối kín mạch đúng không ạ? Tức là nó tựa cái mạch kín lồng sóc đấy. Đấy. Và tiếp theo thì cái dây quấn sơ cấp và thứ cấp của cái máy biến áp 3 pha thì nó chỉ liên hệ với nhau qua từ trường đấy. Và khi làm việc mỗi dây quấn có từ trường tan đấy. Tức là nó có hao đấy. Và ở bên cái máy điện không đồng bộ 3 pha thì cái dây quấn stator và rotor chỉ liên hệ với nhau qua từ trường và nó cũng làm việc. Mỗi dây quấn có từ trường tan cũng giống như ở bên cái máy biến áp 3 pha đúng không ạ? Rồi. Như nhìn vào cái so sánh này thì ta cũng có thể đưa ra cái nhận xét như này. Cái khi ta tiến hành nghiên cứu cái máy điện không đồng bộ thì nó cũng tương tự như là máy biến áp với cái stator là cái quần sơ cấp đúng không ạ? Và rotor là cái khuôn thứ cấp đấy, nó cái chức năng của nó cũng hoàn toàn tương tự nhau. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đề cập đến cái phương trình cơ bản về phương trình cân bằng dòng điện đấy. Thì ở đây mình cho một cái điện áp U1 tần số F1 vào cái sự toa to đúng không? Và trong cái dây quấn của stator thì nó sẽ có một cái dòng điện I1 này. Và trong rotor thì sẽ có cái dòng I2 và tần số F2 đúng không ạ? Thì cái suất điện động sinh ra sẽ là F1 này sẽ bằng M1 nhân căn 2 N1 chia ca DQ1 trên LP nhân I1 đúng không ạ? Tương tự với cái F2 đúng không ạ? Thì mình sẽ giải thích như sau một số cái thông số của cái suất điện động này. Suất tự động đúng không ạ? Xin lỗi các bạn, là suất tự động. Ở đây M1 là gì? M1 là số cực đúng không ạ? Cực trên một pha căn 2.
N1 chính là cái số vòng dây đúng không ạ? Vòng dây. Rồi, KDQI1 chính là cái hệ số của cái dây quấn ấy. I1 chính là cái dòng trên cái khuôn stator đấy. B là cái số cấp cực. Rồi. Đây, và ở đây thì do cái rotor này nó quay với tốc độ n2 đúng không ạ? Nên là F2 nó sẽ quay với tốc độ n cộng n2 chính bằng n1 đúng không ạ? Vì cái n1 chính là cái tốc độ của từ trường đúng không ạ? Và n này thì nó là tốc độ của rotor đúng không ạ? Đấy. Thì để tính cái F2 tốc độ quay của F2 thì ta sẽ cộng hai cái đấy lại nhau đúng không ạ? Và vì cái đó nên là F1 và F2 nó sẽ cố định so với nhau đúng không ạ? Đấy. Và chúng sẽ tác động tương hỗ với nhau để tạo ra cái sức tự động tổng. Thì cái sức tự động tổng thì nó sẽ được tổng hợp từ cái F1 và F2 này. Đấy. F1 và F2. Đấy. Và từ những cái sức tự động ở trên thì ta cũng có thể tính được cái dòng điện của nó đúng không ạ? Dòng điện ở cái phần tĩnh stator đấy. Và cái dòng điện để tạo ra cái F1 đó thì nó được tạo thành từ hai thành phần, đó là I0 và I2 phẩy đấy. Và trong đó thì cái I1 này như là dòng điện từ hóa và dùng để tạo ra F0 và cái phi M này. Rồi, và dòng tương đương tương tự với cái dòng I2 phẩy này nó cũng là cái dòng điện stator dùng để cân bằng với cái dòng điện rotor I2 ở đây ạ. Rồi, ở trên đây thì chúng ta đã nhắc đến cái F2 phẩy đúng không ạ? Đấy. Thì để bù cái F2 phẩy này cho cái F2 thì ta cần phải làm gì? Tức là F sau này, cái F2 này nó phải F2 nó phải bằng cái F2 phẩy đúng không ạ? Khi chúng ta để bù thì F2 phải bằng F2 phẩy. Đó. Thì sau khi viết như này thì chúng ta rút chia cho nhau ấy. Rút 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 cái I2 phẩy ra. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ được cái biểu thức như này. Và cái I này thì nó được là một cái hệ số, nó được tính như này đó. Khi ta chia I1 I2 cho I1 chia I2 cho I2 phẩy thì nó sẽ ra cái AI này. Rồi. Tiếp theo thì đó là cái phương trình cân bằng điện áp đúng không ạ? Thì cái phi M này chính là cái thứ thông chính do cái sức tự động F0 sinh ra sẽ cảm ứng trong các cái dây quấn sức điện động. E1 sẽ bằng 4.44 nhân F1 nhân R1 nhân nhau cả dây quấn 1 nhân cho phi M đúng không ạ? Thì cái công thức này thì mình cũng đã nói ở cái phần trên rồi đúng không ạ? Và cái EA này tức là gì? EA chính là bằng cái tỷ số của E1 chia E2 đúng không ạ? Và nó được sau khi các bạn thay E1 và E2 vào thì mình sẽ được cái kết quả như đây. Tiêu bằng em tiêu bằng N1 nhân cho cái hệ số dây quấn và chia cho mà tất cả chia cho cái N2 nhân cho cái hệ số dây quấn của C trên quần rotor. Rồi thì nó sẽ bằng N S chia NR, tức là N stator chia N của rotor đấy. Rồi về cái từ thông tan phi T1 này thì nó tạo ra cái sức điện động tan ET1 đúng không ạ? Thì nó cũng giống như cái máy biến áp thì ta sẽ có cái phương trình điện áp phi
phía sơ cấp như sau. Thì cái u vào đấy nó sẽ bằng m1 cộng nhỏ m1 t1 cộng nhỏ i1 nhân r1 đấy. Thì ta thay bằng và chuyển nó sang cái dạng số dạng ngắn thực đấy. Đấy thì sẽ được kết quả là e1 cộng cho i1 chấm nhân cho z1 ạ. Thì cái z1 này thì nó sẽ tương đương là nó sẽ bằng r1 cộng gx1 đấy. Và khi cái rotor quay thì trong dây quấn nó sẽ có cái suất biến động như sau là e2s nó sẽ bằng 4.44 nhân f2 nhân cho n2 và nhân cho cả dây quấn 2 nhân phi m, đúng không ạ? Thì như mình đã giới thiệu ở phần trên thì cái f2 này, đúng không ạ? F2 này nó sẽ bằng s nhân cho f1, với s này là cái hệ số trượt. Và lúc đó thì cái e2s thì nó sẽ bằng s nhân cho e2. Đấy. À, tiếp theo là cái điện kháng tan của dây quấn rotor, đúng không ạ? Thì cái điện kháng tan này là gì? Thì cái x2s này thì nó sẽ tương đương với cái e.t1, đúng không ạ? Thì x2s này sẽ bằng omega nhân cho l, đúng không ạ? Thì ở đây là mình thay số vào. Ở đây x2s thì nó sẽ bằng omega 2, đúng không ạ? Nhân cho l2. Và thay vào omega thì bằng 2 phi f, đúng không ạ? Thay vào đó, thì nó sẽ được kết quả như thế này. Và khi đó, và vì cái dây quấn rotor nó đựng nối ngắn mạch nên là nó sẽ giống như cái thứ cấp của cái khuôn viện nạp, thì nó cũng được tính theo cái công thức như này đấy, e2s và s nhân e2 chấm. Từ cái e2s và s2 chấm này thì se chấm này thì mình sẽ suy ra tính được cái e2 chấm này đó. Và từ cái những cái công thức đó thì mình sẽ suy ra được cái i2 này, i2 chấm ấy. Đó. Và chuyện cho rằng về rằng thực ấy. Và đây là cái chỉ số hiệu dụng của nó. Thì chỉ hiệu dụng thì nó sẽ bằng S nhân cho E2 và chia cho Z2S. Z2S này chính là cái tổng trợ ấy. Rồi, tiếp theo là cái góc phi 2 này thì nó sẽ bằng arctan của S nhân x2 chia cho r2, đúng không ạ? Tiếp theo thì mình sẽ nói đến cái mạch điện thay thế của máy điện không đồng bộ. Thì đây là một số cái phương trình cơ bản của máy điện không đồng bộ. Ở đây U thì nó bằng E cộng Y nhân nhau rồi, đúng không ạ? Và Y thì bằng Y0 cộng Y2 vậy, đúng không ạ? Ở đây thì mình đã giới thiệu ở phần trên, đúng không ạ? Thì đây là cái mạch điện của nó. Đây là cái máy biến áp lý tưởng. Đây là nguồn vào, đúng không ạ? Đây là điện trợ IM. Và đây là nguồn thứ cấp, đúng không ạ? Và trong suốt này thì cái máy biến áp là lý tưởng và là cái máy biến áp tổng quát hóa và thể hiện cái quan hệ giữa biến áp giữa stator và rotor, đúng không ạ? Thì cái này thì lúc đó thì sẽ cái e phẩy, đúng không ạ? E2 phẩy này nó sẽ bằng AE nhân cho E1 nhân cho E2 sẽ bằng E1, đúng không ạ? Và để cái công suất của máy không thay đổi thì cái E1 này nó phải bằng E2, đúng không ạ? Mà khi E1 nó bằng E2 thì ta có cái này, đúng không ạ? Từ cái biểu thức đây thì mình sẽ suy ra được cái dòng I2 phẩy sẽ bằng I2 chia cho cái AI này, tương tự với những cái R2 phẩy và x2 phẩy, đúng không ạ? Thì nó đều bằng cái hệ số A nhân cho R2 và bằng
x2 vậy thì nó cũng bằng a nhân nhỏ x2 đúng không ạ? Và từ những cái phương trình ở đây này thì ta có thể thay thế bằng một cái sơ đồ mới ở đây đúng không ạ? Ở đây các bạn thấy thì cái e chấm 2 phẩy này nó bằng e1 đúng không ạ? Đấy. Thì cái máy biến áp lý tưởng thì nó sẽ có cái tỷ số biến đổi điện áp bằng 1, và từ những cái đó thì ta có một cái sơ đồ thay thế IEEE này. Đấy. Và cũng như cái máy biến áp thì khi tính đến tổn hao trong cái lõi thép do cái từ trệ và dòng điện xoáy thì ta cần đưa thêm một cái điện trợ RFE vào và mạch thay thế vào. Đấy. Đây là cái mạch ban đầu của nó thì mình sẽ đưa thêm một cái FE vào, RFE vào đây nữa. Đó. Và cái động cơ cái máy điện không đồng bộ thì nó cũng giống như cái máy biến áp. Vì khi tại gần đỉnh bức thì ta có thể đưa cái nhánh từ hóa ra phía trước. Tức là gì? Tức là đưa cái này luôn đây này. Đấy. Phía trước mà không phải vấp phải sai số lớn. Như vậy thì như vậy từ những cái lý thuyết ở đây thì ta có thể đưa ra cái sơ đồ thay thế cho nó đây. Tức là ta đưa cái R1 X1 này ta đưa về phía bên đây. Đấy, chuyển cái này về bên đây. Đúng không? Từ trước. Đấy. Chuyển về bên đây thì cái R sẽ cộng với R và X sẽ cộng với X. Đấy. Và trong cái sơ đồ thay thế trên thì cái điện trợ 1 chữ S trên S trên nhân nhau R2 phẩy thì nó được gọi là cái điện trợ giả tưởng đúng không ạ? Và cái điện trợ giả tưởng này thì nó đại diện cho cái năng lượng cơ học sinh ra trên cái động cơ. Đấy. Và khi tại thay đổi thì rõ ràng là cái N thay đổi đúng không ạ? Cái tốc độ nó sẽ thay đổi và do đó thì S nó sẽ thay đổi theo và điện trở này cũng thay đổi vì bởi vì cái S này nó sẽ bằng N1 trừ N chia N1 đúng không ạ? Đấy. Và khi S thay đổi thì rõ ràng cái điện trở này nó sẽ thay đổi và điện trở này thì nó xuất hiện ở trong cái mạch điện thì cũng để đặc trưng cho cái công suất trên cái trục máy đó. Thì đây là cái tiếp theo là cái lồng sóc đúng không? Thì cái lồng sóc thì nó có cái cấu tạo đặc biệt vì nó có những cái hệ số quy đổi như cái M2 này thì nó sẽ bằng Z2, N2 thì nó sẽ bằng 1,2 đúng không? Và cái hệ số dây quấn thì nó bằng 1. Khi cái N2 bằng 1/2 và thì chúng ta thay vào đây. Thay vào cái biểu thức này. Tính để tính cái AE đúng không ạ? Thay vào cái AE này thì mình sẽ tính được là cái AE này dựa theo N2. Rồi, đó, thì cái E2 này sẽ bằng 2N1 nhân với hệ số dây quấn đâu. Rồi tiếp theo thì mình chỉ tính AE đúng không? AE thì mình cũng làm tương tự ở đây thì mình chỉ có việc thay cái M2 này bằng Z2 đúng không ạ? Đấy. Và thay những cái thông số N2 cũng như cái hệ số dây quấn vào thì mình sẽ được cái kết quả đây. Và từ những cái AI và E này thì mình tính được cái A này. Đấy. A thì sẽ bằng AE nhân AI đúng không? Thì nó sẽ ra kết quả như đây. Và từ những cái sơ đồ thay thế của máy điện không đồng bộ thì ta tính được cái Z2 phẩy này. Z2 phẩy tức là cái phần này đó, phần đây thì nó đây thì được gọi là Z2 phẩy. Cái Z2 phẩy thì nó gồm R2 phẩy và X2 phẩy được mặc nối tiếp với nhau. Đấy. Thì đó là duy ra cái Z2 phẩy và cái Z0 này tức là gì? Z0 tức là Z0 ở đây đoạn này đoạn mạch RFE song song với cái IM này. Đấy. Mình tính từ đó tính được cái Z0 và suy ra được cái Z tương đương 2 này. Z tương đương 2 này tức là cái Z ở đây và đây ạ.
và sau đó mình tính được cái z, zv thì sẽ bằng z1, z1 thì bằng cả đây cộng cho z tương đương ở đây, đúng không? Và được từ đó thì sẽ tính được cái dòng i1 chính bằng u tổng u vào này chia cho zv, zv đây chính là z tổng đó. Đấy. Và cái e1 này, e1 sẽ bằng i nhân z i1, đúng không ạ? Tương bằng dòng i1 này nhân cho cái z tương đương 2 này. Đấy. i1 này nhân cho z tương đương 2, tức là z ở giữa hai cái nút này, nút này đấy. Đấy. Và mình cũng sẽ tính được cái i2 phẩy này. i2 phẩy thì sẽ bằng e1, đúng không ạ? Chia cho z2 phẩy, đúng không? Thì i2 phẩy là cái đường dòng này thì sẽ bằng e đúng không? E giữa hai đầu đấy, nó sẽ chia cho cái z này. Rồi tiếp theo sẽ là đến cái phần quá trình năng lượng. Quá trình năng lượng thì ở đây thì sẽ chia ra chế độ động cơ và chế độ máy phát, và tiếp theo là cái chế độ hãm. Thì ở cái chế độ động cơ này thì sẽ có cái công suất vào P bằng MUI đấy, cốt phi đấy, và nó cũng sẽ tính được cái tổn hao trên stator, tổn hao sắt, tổn hao chốt điện tử, tổn hao đồng ấy. Thì cái quá trình năng lượng ở chế độ động cơ thì nó tuân theo cái một cái dẫn đồ như này, thì nó giống như một cái thác nước, đúng không ạ? Đầu tiên khi ở P1, đúng không ạ? Vào đây thì nó sẽ tổn hao đi tổn hao đồng và tổn hao sắt, thì nó sẽ còn lại cái công suất điện tử, đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng công suất điện tử sẽ bằng cái P1 này ban đầu, nó sẽ trừ đi cái tổn hao đồng và tổn hao sắt này, thì nó sẽ được tổn hao điện tử, đúng không ạ? Thì tiếp tục thì ở đầu ra thì nó sẽ tiếp tục tổn hao đồng, thì lấy cái điện tử này trừ đi cái đồng thì nó sẽ ra cái công suất cơ. Công suất cơ thì nó trừ, tiếp tục trừ cho cái công suất ở đầu ra, công suất đầu ra này thì nó P2 này thì nó sẽ được tính theo công suất là lấy cái công suất cơ này trừ đi P cơ nhỏ này và trừ đi PF này. Đấy, thì nó sẽ ra được cái công suất đầu ra này là P2, đúng không ạ? Thì để tính được cái hiệu suất nuôi ấy, N ấy, thì nó sẽ bằng cái đầu ra này chia cho đầu vào này. Công suất đầu ra chia đầu vào thì là bằng P2 như cho P1, đúng không? Và một cái công suất phản kháng, đúng không? Công suất phản kháng thì nó sẽ bằng MUI sin phi, đúng không? Các bạn nhớ rằng công suất thì phản kháng thì nó là sin phi, nhưng cái công suất đổ vào thì nó sẽ là cos phi. Đấy, thì đó là hai cái hoàn toàn nó khác nhau, đúng không ạ? Các bạn nhớ rằng công suất phản kháng thì mình là sin, đúng không? Ở đây thì để các bạn rõ hơn thì mình sẽ tổng hợp cái năng lượng thì nó tuân theo cái nguyên tắc tổng hợp của hình bình hành á, ta vẽ ra xong đấy tổng hợp. Theo là cái chế độ máy phát thì cái S này, đúng không? S là cái hệ số trượt, đúng không? Thì nó sẽ trong khoảng từ vô cùng đến không. Đấy, nó cũng tuân theo cái năng lượng ở trên, cái cách phân bố năng lượng ở trên thì cũng nó cũng tương tự, đúng không ạ? Nó cũng tuân theo giống như cái hình thác nước ạ. Rồi tiếp theo đến chế độ hãm. Ở chế độ hãm thì cái hệ số trượt S này thì nó lớn hơn 1. Đấy, nó lớn hơn 1 và cũng tuân theo những cái nguyên tắc của cái như cái dòng ở trên ấy, phân bố năng lượng thì nó tuân theo cái đó và cũng tập tổng hợp các năng lượng ở đây. Rồi, và tùy thuộc vào cái S này thì chúng ta có thể biết được đó là động cơ hay là máy phát. Đấy.
chế độ áp một hệ số trượt đấy. Như vậy thì ta cũng đã thấy được cái tầm quan trọng của cái hệ số trượt này đúng không ạ? Tiếp theo thì đó là mình muốn nói đến cái moment điện từ đấy. Và biểu thức của tính của moment điện từ thì nó sẽ bằng m không cộng cho m2, với m không thì sẽ bằng fp cơ cộng pf chia cho omega đúng không ạ? Và m2 thì sẽ bằng cái công suất đầu ra chia cho cái omega này đúng không ạ? Thì ta sẽ tính được m này, m này thì ta thay m2 và m0 vào sẽ tính được đấy. Thì cái p2 này cộng p cơ này cộng pf này thì nó sẽ bằng p cơ đúng không ạ? Đúng không? Vì cái p cơ lớn này đúng không? Cái như ở bài trước thì cái p cơ lớn này thì nó trừ đi cho p cơ trừ pf thì nó sẽ được cái công suất đổ ra là p2 đúng không ạ? Tương tự thì mình cũng cái công suất điện từ này cũng tương tự đấy. Và từ đó thì ta tính được cái p cơ p điện từ và cái e2 đúng không ạ? Và từ đó thì mình cũng rút ra được m đúng không ạ? Và cái quan hệ của m thì nó sẽ là một hàm của cái hệ số trượt S. Ta xét cái mạch tính thay thế như này. Đấy. Đây là cái mạch tính thay thế IEE. Và sau khi đó ta phải biến đổi cái mạch tính thay thế về cái dạng như đây. Và sử dụng cái đỉnh Lithemini để tính được cái Zthemini và Uthemini. Và từ đó thì chúng ta tính được những cái thông số như là R-Themini và X-Themini đó. Từ những cái thông số đó thì ta suy ra được cái moment điện từ đúng không? Và cái công suất cơ. Từ cái sơ đồ thay thế Themini thì ta có cái dòng điện rotor đúng không? Tính được cái I2 thì sẽ bằng cái U này này, nó chia cho R tổng đấy ạ. R thêm đi cộng cho cái R 2 phẩy chia S là bình cộng với X. Thì cái đây chính là cái Z đó. Tổng trở trên cái tức là nó tương đương với Z 2 phẩy. Thì như vậy thì ta từ cái Y 2 phẩy và những cái tính ở trên này đấy, thì mình sẽ suy ra được cái moment điện từ M sẽ bằng M chia cho cái omega 1 này, nhân với những cái này sau đấy. Và ta nhìn vào cái đây, ta có thể nhận xét được cái M nó sẽ gần bằng với cái U bình thêm đi đúng không? Và nó sẽ xấp xỉ với cái U 1. Và M thì nó sẽ bằng 1 chia Z bình đúng không? Thì đây là cái dặn đồ khi dặn đồ của cái moment khi mà cái S nó thay đổi, hệ số trượt thay đổi đúng không? Nhưng ta thấy thì khi mà nhìn vào đây thì mình cũng có thể biết được rằng với cái hệ số trượt S nó như nào thì nó sẽ là máy phát động cơ hay là hãm đúng không ạ? Và để biết được cái moment cực đại của cái động cơ không vội thì chúng ta tiến hành đảo hàm nó lên theo cái S và cho nó bằng 0 thì mình sẽ tính được cái S max. Tính được S max thì mình thay vào cái M, biểu thức M ở đây đúng không ạ? Thay vào M ở đây thì mình sẽ suy ra được cái moment cực đại đúng không ạ? Moment cực đại ở đây. Và để khi chúng ta khởi động cái động cơ đấy thì cái N sẽ bằng 0 và S bằng 1 nên lúc đó thì ta sẽ có cái moment khởi động này đấy. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến cái đặc tính cơ của động cơ đấy. Vì thì cái đặc tính thì nó M này nó sẽ là một hàm của N, tức là nó sẽ là một hàm của cái tốc độ của từ trường đúng không ạ? Đấy.
Như nhìn vào cái đồ thị này đúng không ạ? Thì ta thấy thì trên đoạn từ Q đến V này thì động cơ làm việc ổn định đúng không ạ? Nhưng mà từ đoạn từ B đến C đúng không ạ? Thì nó làm việc không ổn định và năng năng lực quá tải thì nó sẽ bằng cái mắc này, moment mắc này chia cho cái đỉnh mức từ cái đường màu hồng này đó, thì nó sẽ ra cái năng cái K này, và cái bội số của moment khởi động thì nó sẽ bằng MK chia cho M đỉnh mức đúng không ạ? Và khi chúng ta khởi động thì cái dòng khởi động nó sẽ rất lớn đúng không ạ? Và ta từ đó thì ta sẽ tính được cái MI, tức là cái bội số của dòng khởi động đúng không ạ? Bằng IK chia cho I đỉnh mức. Và khi không cần đến độ chính xác cao thì ta có thể sử dụng cái sơ đồ sau để tính cái moment của máy điện không đồng bộ. Đấy. Ta chuyển những cái phần tử I1, R1 và X1 ở đây ở trước đấy, chuyển đầu này. Từ đó ta tính được I2 phẩy bằng M. Tiếp theo thì sẽ là phần xác định thông số của mạch, thông số mạch thay thế của cái máy điện không đồng bộ. Thì ta thí nghiệm với cái dòng điện một chiều đúng không ạ? Thì mục đích của thí nghiệm này chính là xác định được cái điện trợ của dây quấn stator R1 đấy. Đấy, tức là tìm cái thông số R1. Thì đây là những cái cách mắc hình sao này, hình tam giác này. Đúng không ạ? Với cách nút sao thì cái R1 này thì sẽ ra bằng UMC đúng không ạ? Tức là điện áp giữa hai dây với nhau đúng không ạ? Để bằng điện áp hai dây này chia cho hai lần dòng điện IMC đúng không ạ? Với kiểu nút sao thì nó sẽ bằng R1 sẽ bằng 1,5 nhân cho cái UMC chia IMC. Tiếp theo sẽ là cái thí nghiệm ngắn mạch, và ở trong cái thí nghiệm này thì cái rotor của động cơ nó sẽ được đứng yên, giữ đứng yên, và ở những cái trường hợp như này thì nó được gọi là ngắn mạch. Đấy. Thì đây là cái sơ đồ thí nghiệm, đây là các ampere kế, watt kế và cái những cái volt kế dùng để đo những cái thông số. Ta đo cái thông số, cái công suất vào dòng điện IN và điện áp vào, và để tránh cái tình trạng hư hỏng và cho máy thì ta phải giảm điện áp đưa vào động cơ đúng không ạ? Vì nếu như ta để cái điện áp không cao thì nó sẽ làm quá tải, đấy, hỏng cái thiết bị đó như cái máy điện. Và từ số liệu đầu đo thì ta sẽ tính được cái tổng tổng trợ Zn này đúng không ạ? Và từ đó suy ra được cái Rn và Xn đúng không ạ? Rồi tiếp theo thì ta sẽ làm với cái thí nghiệm mà không có tải đúng không? Ở trên thì ta làm với có tải đúng không? Nhưng mà không tải thì trong thí nghiệm này thì động cơ nó sẽ chạy không tải với cái điện áp và tần số đỉnh mức đúng không? Thì ở sơ đồ thí nghiệm ở đây đấy, cách mắc ampe kế, watt kế hay vôn kế đấy. Và ta đo sau khi đo các số liệu từ PO và PI, P0 và PI0 đấy. Thì khi không tải thì N sẽ bằng N0 đúng không ạ? Tức là S sẽ bằng S0. Và lúc đó thì R phẩy chia S thì nó sẽ dần tới X2 phẩy. Nên thì nó ta có thể bỏ qua R2 phẩy chia S thì nó sẽ rất lớn hơn nhiều so với X2 phẩy đúng không ạ? Nên ta có thể bỏ qua cái X2 phẩy này. Và đây là cái sơ đồ thay thế của nó. Đúng không ạ? Chúng ta thấy thì chúng ta không còn cái X2 phẩy nữa đúng không ạ? Đấy. Từ đồ thay thế thì ta tính được cái thông số Z0, R0, X0 và cái XM và RFE đúng không ạ? Tiếp theo sẽ là cái đồ thị vòng. Đấy, thì đồ thị vòng là gì? Thì ở đây mình sẽ xét một cái mạch điện thay thế cho nó đúng không ạ? Và khi cái tải này thay đổi đúng không? Cái tải này thay đổi
thì hệ số trượt thay đổi đúng không ạ, nên là cái điểm trượt R2 phân này nó cũng thay đổi đúng không ạ, nên là lúc đó sẽ ra cái tổng trượt của toàn mạch rotor sẽ lúc đó thì nó sẽ vẽ lên một đường thẳng trong mặt phẳng, mặt phẳng trước đó, và do cái u này U1 cái điện nó vào ấy, nó không thay đổi đúng không ạ, nên là quy tích của những cái dòng điện rotor trong mặt phẳng phức nó là một cái đường tròn, tức là cái y nó dao động quanh cái u nhưng mà cái u nó không thay đổi, nên là nó sẽ tạo lên một cái vòng tròn. Đấy, đường tròn, và cái đường tròn này gọi là đồ thị vòng tròn của máy điện không đồng bộ đấy. Đấy, như các bạn đã thấy cái u nó không đổi nên là y nó vẫn, nó chỉ là tập hợp những quy tích điểm quanh cái u này. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến cái cách để khởi động cái động cơ không đồng bộ đúng không ạ. Thì để khởi động cái động cơ không đồng bộ thì ở đây thì mình cho giới thiệu đến cái phương trình cân bằng moment trong quá trình khởi động đúng không ạ? Đây là, đây là phương trình cân bằng moment M trừ MC bằng G nhân cho d omega trên dt đúng không ạ? Với cái M này thì là moment điện từ của động cơ, và moment MC là cái moment tại cạn của tại đó, và G là cái moment quán tính đúng không? Thì chúng ta thấy thì khi ta tăng cái tốc độ thuận lợi khi d omega trên dt nó lớn không đó, thì suy ra tức là cái vế bên này này nó lớn không thì suy ra cái mc m trừ mc nó phải lớn không đó, thì nó kéo theo m phải lớn mc đấy. Và khi m trừ mc thì nó càng lớn thì tốc độ tăng nó sẽ càng nhanh đúng không ạ, và g lớn hay mấy thì có quán tính lớn thì thời gian khởi động, và khi s bằng 1 thì sao đấy, và khi s bằng 1 thì nó khởi động, động cơ sẽ được khởi động đúng không ạ, và dòng khởi động thì nó sẽ dao động từ 4 đến 7 lần cái dòng điện đỉnh mức đúng không ạ, và cái IK này đấy, IK thì nó sẽ bằng U chia cho R 1 cộng C 1 2 vậy bình trên cho X1 cộng C 1 X2 vậy, tức là bình và sẽ đặt trong rồi cái dấu căn. Hệ số trượt thì nó sẽ bằng S sẽ bằng N 1 trừ N chia N, và ta thay cái N1 này theo cái phi theo cái omega thì nó sẽ được cái biểu thức ở đây. Tiếp theo thì sẽ là cái cách khởi động. Ở đây thì có cách khởi động trực tiếp. Đấy. Trực tiếp thì ở đây thì các bạn, đây là cái hình vẽ đúng không ạ? Đây là điện áp vào này. Đây là một cái automat này. Đây là một động cơ đúng không ạ? Rồi. Thì ưu điểm của nó là thiết bị khởi động đơn giản đúng không ạ? Và moment khởi động MK lớn. Và thời gian khởi động thì nó nhỏ đúng không ạ? Và nhược điểm, bên cạnh những cái ưu điểm đó thì nó còn có tồn tại những cái nhược điểm như là dòng, cái dòng khi mình khởi động thì nó sẽ rất lớn và có thể gây ra những cái chấn động cơ lên những cái thiết bị đó. Thì ứng dụng của nó thì nó được dùng để khởi động các động cơ có cái suất công suất nhỏ thôi ạ. Nếu lớn thì nó sẽ rất là nguy hiểm đúng không ạ? Đây chính là cái đồ thị của khi chúng ta khởi động động cơ trực tiếp đấy, thì nó sẽ có đồ thị như này.
Và tôi nói những cách đó thì ta cũng có thể khởi động bằng cách giảm điện áp, đặt vào dây quấn start to đúng không ạ? Đấy, mục đích này là chúng ta phải giảm cái dòng điện khởi động đúng không ạ? Vì khi chúng ta khởi động thì dòng điện nó sẽ rất lớn, nên là chúng ta phải giảm cái điện áp. Khi giảm điện áp thì cái dòng điện nó sẽ cũng sẽ giảm theo. Đấy. Nhưng và có một cái vấn đề đặt ra là khi chúng ta giảm cái điện áp khởi động thì cái moment khởi động nó cũng giảm theo đúng không ạ? Đấy. M nó cũng giảm theo. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu một cái cách trong điện khởi động, đó là giảm cái điện áp dùng quần kháng. Đúng không? Ở đây thì là cái hình vẽ của hình vẽ miêu tả cái khởi động điện áp dùng quần kháng luôn. Đây trên một CD1 và CD2 lớp là cái atomat. Đúng không? Và khi tốc độ động cơ ổn định thì chúng ta đóng cái atomat 2 này lại. Khi đó thì cái UK này sẽ bằng K nhân cho U định mức. Đấy. Với cái K này, hệ số K này thì nó sẽ bé một và lớn không đúng không? Thì khi đó cái IK nó sẽ giảm K lần đúng không ạ? Vì cái U này nó giảm đúng không? Giảm K lần thì I nó cũng giảm K lần. Và MK nó sẽ giảm đi K bình lần. Tiếp theo thì nó sẽ là khởi động động cơ nhờ cái máy biến áp tử ngẫu đúng không? Đây là cái hình vẽ của nó, nguồn vào 3 pha cái atomat mát, và đây là cái máy biến áp tử ngẫu đúng không? Được mắc dây bảng cũng là một cái atomat đúng không? Và khi cái tốc độ của động cơ ổn định thì chúng ta đóng cái C2 này lại và mở cái C3 ra. Đấy. Thì lúc đó thì UK sẽ bằng K U định mức và IK sẽ giảm K bình lần, MK cũng giảm K bình lần. Đấy. Và ngoài ra cũng còn có một cách nữa là khởi động nhờ đội nối sao tam giác đúng không? Tức là gì? Tức là ban đầu mình nối sao và sau đó đổi sang nối tam giác, đổi sang nối sao giác. Đấy. Cách thức mình làm như sau ạ. Đầu tiên thì chúng ta phải đóng C1 C2 đúng không? Đóng C1 C2 sang vị trí sao. Đúng. Đóng C1 này. Đấy. C2 đóng sang vị trí sao. Đúng. Ở đây thì cái C2 này thì nó sẽ có hai vị trí. Một nếu bạn đóng ở trên này thì nó sẽ là tam giác, còn đóng ở phía dưới này thì nó sẽ là hình sao đúng không ạ? Đấy. Thì lúc đó sẽ k sẽ bằng uk sẽ bằng căn 3 u định mức và y lúc đó sẽ giảm đi 3 lần và mk cũng giảm đi 3 lần đúng không ạ? Thì đây là cái sơ đồ chi tiết của cái khởi động nhờ nối sao và sao tam giác đấy. Đấy, đây là một số cái mạch điện thực tế của nó. Thì trên đây là một số cái phần hiểu biết của mình về máy điện không đồng bộ ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau ạ.